Kính thưa quý cộng đoàn, vào mỗi dịp lễ Giáng sinh, chúng ta lại quy tụ nhau về đây, cùng nhau xuất sắc cử hành đêm canh thức, cùng nhau sống lại biến cố con Thiên Chúa nhập thể làm người. Và Thiên Chúa làm người đã mở ra một thế giới của tình thương, thế giới của lòng nhân ái. Trong đó, con người biết trân trọng nhau hơn, yêu thương và đón nhận nhau hơn. Và ngay sau đây, xin quý cộng đoàn chúng ta cùng hướng lên sân khấu, theo dõi lại biến cố qua hoạt cảnh Giáng sinh. Mừng Chúa Giáng sinh được thể hiện từ các diễn viên của giáo xứ Dị Nậu. Xin quý cộng đoàn chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay để chào đón các diễn viên của chúng ta. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất đã bằng ngôi lời và sự khôn ngoan mà làm nên mọi sự. Chính Người là đấng tạo hóa, và chính Người đã trao thế giới này cho loài người. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Và để minh chứng điều đó, chúng ta hãy cùng lật từng trang đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước, ngược dòng thời gian, quay về với thuở sơ khai, tạo thiên lập địa. Từ nguyên thủy của vũ trụ, bóng tối bao trùm khắp nơi, trời đất chưa phân biệt, sự sống chưa được hình thành, tất cả đều hư vô, trống rỗng, mênh mông và hoang vu. Thiên Chúa dùng lời quyền năng mà tạo nên mọi loài, mọi vật. Trong tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa, một vũ trụ bao la xuất hiện với muôn vàn tinh tú lấp lánh trên trời, sông núi muôn trùng, cây cỏ bạt ngàn xanh tươi, và vô số sinh vật trên trời dưới biển. Và con người là chóp đỉnh trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Do bàn tay của Chúa
sông núi biển trời trắng sao đều do tay Chúa tác tạo. Ngài dựng nên ánh sáng chiếu soi vạn vật trong bóng đêm. Ngài dựng nên muôn thú hát ca tôn vinh danh Chúa mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người làm chủ mọi vật ngài tạo nên. Tạ ơn quyền năng của Chúa ngất cao từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con, để con ra đi mọi nơi truyền giao danh Chúa giữa đời. Điệp câu dõi bước bên cạnh đời con chẳng lo gì nữa, sóng gió bao bừng vây quanh bàn tay Chúa giữ an lành. Vạn vật trên thế giới hãy ca ngợi mừng danh Chúa thôi, và vì công Thiên Chúa sẽ luôn trường tồn cho tới mãi muôn đời. Và Ngài tạo tác nên con người giống hình ảnh Ngài, cho con người tự do chọn lựa hạnh phúc mới. Tạ ơn quyền năng của Chúa ngất cao từ tận trời xanh, vì Ngài yêu thương con nên đã tạo thành mọi thứ cho con. Tưởng chừng như con người bằng lòng với cuộc sống hiện tại, với những ân huệ tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho, nhưng không, con người đã không bằng lòng và đã từ đánh mất hạnh phúc ấy khi làm dùng tự do món quà quý giá mà Thiên Chúa dành riêng cho họ. Ngày xưa là mấy khi mà con
vẫn tiếp tục chống đối Thiên Chúa, từ việc họ không nhìn nhận người là đấng tạo dựng, đi đến việc con người không nhìn nhận nhau là anh em. Chính vì vậy, chiến tranh khủng bố không ngừng diễn ra khắp nơi trên thế giới. Con người ngày càng trở nên lạnh lùng trước đau khổ của anh em. Nghèo đói, bệnh tật. Cứ thế, con người tự gây đau khổ cho chính mình và cho anh em đồng loại. Bên cạnh đó, thiên nhiên cũng tác động vào cuộc sống khốn cực của con người, vì con người đã lạm dụng quyền thừa hưởng thiên nhiên một cách thái quá, làm cho môi trường tự nhiên thay đổi, khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn, dẫn đến thiên tai lũ lụt triền miên. Chắc hẳn trong chúng ta đều cảm nhận được một phần nào nỗi khốn khổ bất công và tội ác trong xã hội ngày nay. Và đó là kết quả của sự khước từ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Thế nhưng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Ngài vẫn luôn yêu thương con người một cách vô vị lợi. Ngài không muốn để cho con người phải mãi mãi hư mất trong tội lỗi. Nên sau khi tuyên án phạt trong nguyên tổ, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu thế cho trần gian. Để nhân loại nhận ra tình thương vô biên của Thiên Chúa, Ngài tiếp tục chọn gọi các tổ phụ, các thủ lãnh, các vị ngôn sứ, và Ngài đã lập một dân riêng gọi là dân Israel. Và cũng từ dân tộc này, vị cứu tinh nhân loại sẽ xuất hiện, đấng sẽ giải thoát con người khỏi tội lỗi và hậu quả của nó. Lời hứa đấng cứu thế sẽ được thực hiện như thế nào? Vì tội nguyên tổ đã lan truyền cả nhân loại, nhưng Thiên Chúa không bao mặc con người. Lời hứa ấy ban truyền qua tổ phụ, Ngài lập dân riêng và ban một đấng cứu thế. Qua giao ước đã được Chúa thiết lập, từ dòng dõi ấy vẫn xuất ra một dân riêng. Abraham, một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, người hiến tế con trai duy nhất của mình, và từ dòng dõi ấy Thiên Chúa tiếp tục chương trình. Bye.
lòng tràn đầy niềm hy vọng, khát khao ngóng trông cùng xin lòng thương xót Chúa ban ân cứu thế cho trần gian. Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người nữ ấy sẽ đạp nát đầu ngươi và ngươi sẽ rình cắn gót chân người. Qua bao tháng ngày mòn mòn chờ đợi và lời hứa cứu độ được thực hiện khởi đầu từ biến cố truyền tin, nếu Eva nguyên tổ gốc từ tình yêu, khi đưa tay lên hái trái cây biết lành biết dữ, thì Đức Maria Eva mới đã đón nhận tình yêu Thiên Chúa bằng hai tiếng xin vâng để ngôi hai đi vào cung lòng của mẹ. Elizabeth mang thai đường 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần gặp Chiên đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng. Đã mang thai được 6 tháng.
trọng đại ấy được đánh dấu qua tiếng thưa xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria. Cả triều thần thánh trên trời hân hoan, nhân loại truyền mình trào dâng một niềm vui khôn tả, ngày hạnh phúc cho nhân loại bao la. Ngôi hai Thiên Chúa đã nhập thể trong cung lòng mẹ. Mẹ khiêm cung thờ lạy Đấng Thánh mà mẹ cũng như muôn dân đang mong đợi. Nhập thế bằng cách nào không? Maria cũng phải lên đường trở về Bethlehem, là thành vua David để khai hồ cầu. Thật đáng ngại, Bethlehem tấp nập, những người từ khắp nơi đến đó đăng ký. Đêm đã khuya, trời đêm đông tuyết lạnh sương rơi. Đoàn người bước đi trong thầm lặng, gió rít từng cơn, mà hai ông bà vẫn chưa tìm được chỗ trọ. Maria lại tới ngày mãn nguyệt khai hoang. Đường xa nên vẻ mệt mỏi và lo âu hiện rõ trên khuôn mặt của các ngài. Maria, em cố lên nào. Một số người đi lại cất bước nhanh như mau mau để về nhà mình. Thưa ông vui lòng cho chúng tôi hỏi, ở đây có nhà trọ nào không ạ? Tôi đang bận, đi mà hỏi người khác. Hai ông bà Giuse và Maria buồn bã tiếp tục đất nước. Chào ông, xin vui lòng cho chúng tôi một chỗ trọ qua đêm nay. Ồ, rất tiếc thưa ông,
Nhà chúng tôi hết chỗ trò rồi, ông đi tìm chỗ khác đi. Chào ông, xin ông vui lòng giúp đỡ. Vợ tôi đang mang thai và sắp đến ngày sinh rồi. Chuyện gì vậy? Hai ông bà này muốn thuê phòng trọ. Thế có nhiều tiền không? Ừ, có thai thế kia thì phiền phức lắm. Chúng tôi chỉ còn ít tiền, mong ông bà giúp đỡ. Thôi thôi, đi chỗ khác đi, đừng có làm phiền chúng tôi nữa. Vào nhà đi ông. Này, này hai ông bà, ngoài đồng kia có cái hang đá đang bỏ trống đấy, ra đó mà ngủ đá. Giữa đêm đông giá lạnh, thành Bethlehem mọi người đều chối từ Giuse và Maria, tìm đến hang bò lừa giữa cánh đồng hoang vắng. Gió mùa đông về, cho vua chúa.
đến rồi mà.